Em xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo của em. Ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn chi tiết làm sao các bác có thể tham gia kiếm tiền được ở trong cái mục Future này, hay còn gọi là cái mục Future nhé. Đây là cái nền tảng ví Onnet. Ở trên cái nền tảng ví Onnet này, ngoài cái việc mà các bác lưu trữ mua bán những cái đồng coin ra, thì các bác còn có thể tham gia ở trong cái mục Future này, hay còn gọi là chơi Future, để các bác có thể kiếm thêm nguồn thu nhập. Có rất là nhiều bác muốn tham gia nhưng mà chưa biết cách tham gia như thế nào, thì ở trên cái video ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn chi tiết nhất có thể để các bác có thể nắm rõ nhá. Cách thức tham gia ở trong cái mục Future này, hay còn gọi là cái mục Future này, cũng có rất là nhiều những cái sàn giao dịch các bác có thể tham khảo như là Binance và một số các sàn khác. Nhưng mà cái xu thế các bác tham gia chơi Future ở trên cái nền tảng ví Onnet này khá là đông, nên là em sẽ hướng dẫn cho những bác nào mà muốn tham gia ở trên cái nền tảng ví Onnet này. Cái ví Onnet này nó rất là dễ sử dụng. Bởi vì sao? Khi mà các bác kiếm được những cái đồng coin ở đây, các bác có thể quy đổi và rút về cái tài khoản ngân hàng của các bác bất cứ lúc nào đều được nhá. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều bác đã kiếm được một cái số tiền kha khá nhờ vào cái việc mà chơi Future, hay còn gọi là mục Future. Bởi vì có rất là nhiều bác nhắn tin cho em hướng dẫn chi tiết, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn nhá. Đầu tiên thì các bác cần phải có cái số dư ở ngoài ví của các bác, đó là cái mục VLDC. Cách mua VLDC thì các bác có thể kéo xuống cái mục đó là mục lạp tiền ở đây. Thì em cũng không hướng dẫn chi tiết nữa, bởi vì đa số những bác nào mà tham gia có ví Onnet, các bác đều biết cách mua VLDC rồi. Hiện tại thì em đang có là 1.600.000 VLDC. Thì bây giờ em sẽ vào cái mục Future, vào cái mục Future nhé, hay còn gọi là mục Future. Đây, các bác ấn vào đây cho em. Trong cái mục Future này thì nó sẽ có cái phần ví ở đây. Các bác có thể thấy ở bên trên này nó sẽ có một cái phần ví này. Các bác sẽ ấn vào cái phần ví ở bên trên này cho em. Hiện tại thì đây, em sẽ ấn vào đây nhá. Hiện tại thì cái số dư ví Future của em bây giờ đang có là 2.400.000. Ở ngoài ví chính của em đang có là 1.600.000. Em muốn lạp tiếp 1.600.000 nữa vào đây thì em sẽ ấn một phần lạp vào đây. Là 1.400.000 nhá, là 1.400.000, có 1.600.000 nhưng mà 200 kia em đang giữ. Thì các bác có thể muốn lạp bao nhiêu, các bác có thể ấn vào mục max này. Đấy, max là lạp hết 1.400.000, hoặc là các bác muốn lạp 1.000.000 vào đây cũng được. Đây, ví dụ em bây giờ em sẽ lạp vào đây là 1.000.000. Đây, em sẽ ấn một phần xác nhận. Như vậy là em đã lạp thành công tiếp vào đây là 1.000.000, đã thành là 3.400.000. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn chi tiết để các bác có thể tham gia chơi ở cái mục Future này. Ở đây thì nó sẽ có cái phần biểu đồ. Biểu đồ đây nhá, và bên trên này nó sẽ có một cái mục để các bác có thể chọn những cái đồng coin mà các bác muốn tham gia. Ở đây, ví dụ hiện tại em đang có nhóm tín hiệu ở trên Zalo chẳng hạn. Nếu như bác nào mà muốn tham gia, các bác có thể vào nhóm Zalo. Ví dụ như là em sẽ, đây em sẽ chọn một cái đồng coin bất kỳ đi, là cái đồng đồng Ton chẳng hạn. Đấy, các bác có thể kéo xuống. Ví dụ như là đồng Ton này chẳng hạn nhá, Ton trên VLDC, thì các bác có thể chọn cho em đó là Ton VLDC. Đây, nó sẽ có hai cái lệnh, đó là lệnh mua và lệnh bán nhé các bác nhé. Lệnh mua và lệnh bán. Ví dụ ở trên nhóm em bảo các bác là chúng ta sẽ vào lệnh long. Long nó sẽ là lệnh mua. Long nó sẽ là lệnh mua chẳng hạn. Đây, lệnh mua ở đây. Ví dụ đòn 7. Đòn 7 ở đây nhá. Đòn 7 nó sẽ là cái phần đây này. Phần 10x đây này. Thì các bác có thể chọn đòn 7, ví dụ như là x10. Thì ví dụ x10 là như thế nào? Ví dụ các bác tham gia khối lượng là 1.000.000, thì đòn 7 x10, cái phần ký quỹ để chúng ta có thể tham gia chơi Future đó là 100.000. x20, chúng ta tham gia là 1.000.000, thì cái phần ký quỹ chúng ta tham gia nó sẽ là 50.000 thôi. Đấy, nó sẽ giảm đi nhá. x20 thì nó sẽ nhân lên, phải không? Đây, ví dụ em tham gia là x20. Nó là một phần xác nhận. Thường thì em hay tham gia trong nhóm của em là x20. Giá vào hiện tại, giá vào hiện tại nhá, thì chúng ta sẽ tham gia luôn vào cái giá đây này. Ý, đấy là bây giờ em đang hướng dẫn là cái phần giá vào hiện tại, là các bác có thể vào luôn. Giá vào hiện tại thì ví dụ như là em đang có là 3.182.000 này, em muốn tham gia là 100.000 trên cái lệnh này, phải không? 100.000. Em sẽ vào lệnh mua là 100.000, thì em sẽ kéo ở đây. Kéo ở đây làm sao nó đủ 100.000 là được. Hiện tại đang là 61.000 rồi, phải không? 61.000. Đấy, thì các bác kéo lên trên này cho em. Cứ đủ 100.000
thì các bác ghi cho em đó là 2 triệu, khối lượng 2 triệu nó sẽ là ký quỹ 100.000. Đấy, khối lượng 2 triệu ký quỹ nó sẽ là 100.000. Đây em sẽ ấn một phần xác nhận. Đây các bác sẽ ấn một phần đặt vào lệnh mua ở đây cho em là được. Đó. Ví dụ lệnh bán cũng vậy, lệnh bán các bác sẽ vào lệnh bán chẳng hạn. Mà đòn bẩy cũng là X20 và giá vào hiện tại các bác muốn tham gia ký quỹ là 100.000 thì các bác cũng ấn vào mục lệnh bán ở đây cho em. Đây ví dụ em sẽ vào cái nhóm của em nhá. Đây là cái nhóm của em. Đấy, ngày hôm nay thì cũng khá là nhiều lệnh. Ví dụ như là sâu là bán này. Đấy, sâu là bán này, đòn bẩy X20 đúng như vừa nãy phải không? Cắt lỗ và chốt lời thì tí nữa em sẽ hướng dẫn. Đây cả sáng nay cũng có rất là nhiều kèo ăn này, 120 mấy phần trăm này. Đấy, kèo 2 ăn 68% này. Cũng có khá là kèo nhá, cũng có khá là nhiều kèo đây. Tiếp theo này, sâu AR này, sâu là bán nhá, vào lệnh bán này cũng là đòn bẩy X20, cắt lỗ 70%, chốt lời thì tùy chúng ta muốn chốt bao nhiêu. Kèo 3 này. Kèo 3 này thì cũng tụt khá là sâu. Có bác đây ăn 35% đã kiếm được 156k này. Đó, 35 chốt. Đây, x đôi tài sản luôn này, x2 tài sản. Đấy, đây là cái nhóm của em hiện tại. Cắt lỗ là như thế nào? Đây, em sẽ hướng dẫn vào một lệnh, sau đó em sẽ chia sẻ cắt lỗ cho các bác nhá. Ví dụ đang như này chẳng hạn, em muốn vào lệnh bán. Bây giờ em sẽ vào lệnh bán. Ví dụ như là chúng ta muốn ký quỹ 50.000 thì chúng ta sẽ điền khối lượng là 1 triệu thôi. Đấy, thì ký quỹ của chúng ta nó chỉ có 50.000 thôi. Đó, các bác có thể ấy xem cái phần đó là ký quỹ dự kiến này, em sẽ có xác nhận ở đây. Ở nó là một phần đặt lệnh nhá. Rồi như vậy là em đã đặt lệnh thành công. Đây các bác kéo xuống, đây em đang tham gia cái lệnh ton. Lệnh ton phải không? X là 20 ở đây. Bây giờ thì em sẽ cài đặt chốt lời và cắt lỗ như vừa nãy ở trong nhóm của em. Đây trong nhóm của em đây nhá. Ví dụ như cái lệnh kia là cái lệnh kiếm cái đồng. Đây cho các bác xem nha. Thường khi mà các bác trong nhóm của em đa số cắt lỗ là 70%, còn chốt lời là tùy các bác. Chốt lời là do mình có thể chọn với giá bao nhiêu thì tùy mình. Đây mình sẽ ấn một phần sửa ở đây. Sửa SL và TP ở đây nhá. Các bác sẽ ấn vào sửa SL và TP. Chốt lời, đấy. Nó sẽ có hiện lên phần chốt lời và cắt lỗ. Thì chúng ta sẽ bật cái phần này lên. Đây em sẽ bật ra. Ví dụ chốt lời là chúng ta muốn chốt lời bao nhiêu phần trăm thì các bác có thể kéo sang bên này cho em. Đấy, kéo sang bên này. Ví dụ cái lệnh này em muốn chốt lời ở đây là 20% hoặc là 25% đi, 24% thì em sẽ lãi được 10.000 bởi vì em ký quỹ có 50.000 thôi. Hoặc là muốn chốt lời tầm 60% thì em sẽ lãi được 27.000. Chốt lời 100% thì sẽ lãi được 44.000 nhá. Đó, ví dụ em chốt lời là 50% tầm 30% hoặc là 20, đa số em chốt lời tầm trên 20%. Đấy, em cứ gọi là 27% đi. Tiếp tục cắt lỗ này. Cắt lỗ thì chúng ta lại kéo sang bên này. Đấy, em thường hay bảo các bác là cắt lỗ 70% thì các bác sẽ kéo về bên này cho em. Tại 6970. Đó, sau đó các bác ấn một phần xác nhận. Cái lệnh này thì sẽ dành cho chúng ta mà không có thời gian để xem cái lệnh. Khi mà chúng ta tham gia một cái lệnh nào đó, phải không? Chúng ta lại bận đi đâu đó thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ cài đặt cho em. Đó là chốt lời và cắt lỗ. Như vậy khi mà cái lệnh của các bác đạt đến cái giới hạn là lãi 27% thì cái lệnh của các bác nó sẽ tự động đóng. Và khi cái lệnh này của các bác mà nó đạt âm đến 70% thì cái lệnh này nó sẽ tự động đóng. Cài đặt chốt lời và cắt lỗ và chốt lời thì nó có lợi như thế nào? Là cái lệnh của chúng ta tham gia ví dụ 100.000 cái lệnh đó, chúng ta cài đặt âm 70.000, âm 70% thì chúng ta chỉ mất 70.000 thôi, là không bị mất hết cái số tiền đó, phải không? Cũng như là cái phần chốt lời này, các bác mà không có thời gian, các bác muốn lãi tầm bao nhiêu tiền thì các bác cài đặt đến mức đó. Ví dụ như là lãi 27% là lãi 27.000 chẳng hạn, khi mà các bác ký quỹ tầm đó, phải không? Thì chúng ta sẽ ấn một phần xác nhận ở đây. Đây là dành cho những bác nào mà không có thời gian nhé. Không có thời gian để chúng ta có thể canh cái lệnh để các bác có thể đóng. Ví dụ thường chúng ta sẽ tham gia hay ăn ngay, phải không? Thì các bác vào, các bác soi. Ví dụ lãi tầm vài phần trăm là các bác muốn đóng luôn thì các bác chọn đây. Còn không thì chúng ta không có thời gian. Ví dụ như là chúng ta giải lệnh để qua đêm thì chúng ta cần phải thực hiện cái mục đó là SL và TP này để các bác có thể chọn. Đấy là cái phần đầu tiên em chia sẻ. Tiếp theo các bác muốn chọn một cái đồng coin nào đó nữa thì các bác có thể ấn lên trên mục này.
Hiện tại thị trường nó biến động nó cũng khá là mạnh, nên là chúng ta muốn chọn những cái phần ở tăng giá này hoặc là cái phần giảm giá để các bác có thể chọn. Ví dụ bên cái mục giảm giá mà các bác thấy một cái đồng coin nào mà nó tụt kịch sàn rồi, các bác nghĩ là nó sẽ hồi thì các bác có thể vào lệnh mua là lệnh long. Bên cái mục tăng giá này cũng vậy. Ví dụ các bác thấy cái đồng, ví dụ như là đồng sát S1000 này mà hiện tại nó đang bay khá là cao, ví dụ bay lên đây các bác nghĩ là tới này nó sẽ xuống dưới này, thì các bác sẽ vào cái lệnh bán như em, và các bác sẽ chọn đòn bẩy. Đấy, đòn bẩy càng cao thì cái lãi của chúng ta kiếm được nó sẽ càng nhiều, và tương tự rủi ro nó cũng sẽ cao hơn nhá. Còn đòn bẩy X10 thì nó sẽ là cái phần an toàn nhất. Đòn bẩy X10 nó sẽ là cái vùng an toàn nhất để các bác có thể tham khảo ở đây cho em. Tiếp theo, ví dụ như là nó sẽ có những cái lệnh để chúng ta có thể vào theo cái chỉ số nhá. Đây ví dụ như là cái đồng ton vừa nãy. Em giả sử thôi, ví dụ như cái đồng ton này chẳng hạn, em sẽ có một cái phần bản đồ bản đồ như thế này. Đây ví dụ nhá, ví dụ chúng ta sẽ tham gia theo kiểu mà lệnh mà có cái phần mà thông tin để chúng ta có thể điền. Ví dụ như là chúng ta sẽ vào cái lệnh sâu, sâu là bán cái đồng ton. Đấy, bán cái đồng ton X ở đây. Các bác có thể thấy ví dụ như là X20 là đòn bẩy. ENCHI là giá vào nhá. ENCHI là giá vào này. TP chốt lời. Đấy, chốt lời các bác muốn chốt giá là 1710 chẳng hạn. Đấy là cái phần mà em hướng dẫn. Đây. Đấy, các bác có thể thấy này, chúng ta có thể chọn ở đây. Chúng ta sẽ chọn là giới hạn nhá, chọn cái mục này. Giới hạn để các bác có thể chọn. Ví dụ như là chúng ta nghĩ là cái đồng coin này nó sẽ lên lên đến tầm 175 428 này chẳng hạn thì chúng ta mới vào lệnh, thì chúng ta sẽ chọn giới hạn. Chúng ta sẽ ghi ở đây, ví dụ như là hiện tại nó đang là 174 774 phải không? Thì chúng ta sẽ xóa này đi này. Rồi, xóa cái số này đi. Thì các bác muốn ghi là bao nhiêu? Ví dụ như là 175 400. Đấy, chúng ta muốn đợi cái lệnh này này vào cái khoảng này thì chúng ta mới vào. Lên đến tầm này thì chúng ta mới vào lệnh. Khối lượng thì các bác có thể điền ở đây cho em. Ví dụ chúng ta tham gia đòn bẩy là X10, ký quỹ của chúng ta là 50.000 thôi. Đấy, 50.000 thôi phải không? Thì các bác chọn ở đấy cho em là được. Sau đó các bác ấn một phần xác nhận nhá. Rồi, sau đó các bác có thể cài đặt cho em SL và TP ở đây này. Thì các bác muốn cái giá mà chốt lời của nó là bao nhiêu? Ví dụ như là các bác muốn giá chốt lời đây là 174 chẳng hạn, giá chốt lời của nó là bao nhiêu thì các bác có thể điền ra đây cho em. Đấy, chúng ta lại điền ở đây này. Giá chốt lời này và giá cắt lỗ, sau đó các bác ấn một phần xác nhận ở đây cho em là được nhá. Đấy, dần dần thì nó cũng sẽ quen thôi. Đấy là cái phần mà em hướng dẫn chi tiết cho các bác cách thức để chúng ta có thể tham gia lệnh mua và lệnh bán ở đây nhá. Còn thường thì những bác nào mà kiểu như không có thời gian đấy, cái lệnh to này của em vừa lãi được là 0 phẩy mấy phần trăm này, bây giờ đang về là hòa hòa rồi nhá. Hướng dẫn cho các bác sau khi mà ví dụ như là các bác cảm thấy cái lệnh này mà nó lãi đến tầm ví dụ như này chẳng hạn, mà tầm 8% chẳng hạn, các bác ấn một phần đóng lệnh là chúng ta sẽ nhận được cái số tiền của các bác. Và sau khi các bác kiếm được cái số tiền của các bác rồi, các bác sẽ lại vào mục ví ở bên này cho em, sau đó các bác lại ấn một phần rút tiền. Đây chúng ta sẽ ấn một phần rút. Ví dụ chúng ta lại rút 1 triệu ra phải không? Đấy, chúng ta lại ấn một phần xác nhận. Thì 1 triệu này nó lại chuyển về cái ví ngoài của chúng ta. Đấy, số dư hiện tại của em chỉ còn là 2 triệu tư phải không? Thì 1 triệu này nó lại về cái ví ngoài này. Đấy, lại về cái ví ngoài ở đây cho em. Đấy, rất là đơn giản thôi phải không? Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cảm thấy hơi bỡ ngỡ, nhưng mà khi chúng ta tham gia vài cái lệnh rồi, vài cái lệnh future rồi thì dần dần nó sẽ quen. Nên là những bác nào mà chưa hiểu về cái nền tảng mà Fortuner ở trên cái ví Onyx này thì các bác có thể xem hết cái video này cho em. Ở đây thì em cũng hướng dẫn khá là chi tiết. Đây lãi được 1% rồi. Đấy, cứ lãi tầm trên 15% là các bác có thể đóng được lệnh. Đấy, chúng ta cứ kiếm cảm thấy nó an toàn là các bác có thể dừng vào, không cần phải cứ phải lãi nhiều hay là như thế này như cái kia. Bản thân em thì đây em cho các bác xem này. Em cũng tham gia nhưng mà bản thân em thì cảm thấy lãi lãi vừa vừa là em chốt đây 41.000, 29.000, 23.000. Đấy, cũng có lệnh thua nhá các bác nhá. Đây lệnh này thua 27.000 này, cũng có lệnh thua nhưng mà một ngày kiếm tầm 50 100 thôi.
Còn những bác nào mà vốn to thì các bác có thể kiếm vài trăm đến vài triệu, đấy là tùy, phải không? Mỗi người có một cái số vốn riêng, mỗi người có một cái cách chơi riêng. Rồi thì đấy là cái phần mà em hướng dẫn chi tiết cho các bác về cái mục Fortuner hay còn gọi là cái mục Chaincoin ở trên cái nền tảng VONEARTH. Bác nào không hiểu thắc mắc gì hoặc là các bác muốn tham gia nhóm Zalo của em để các bác có thể tham khảo những cái kèo em chia sẻ thì các bác có thể vào nhá. Video này của em kết thúc ở đây. Em xin chào tất cả các bác.